Xin chào các bác, hôm nay sẽ cùng các bác trên tay một chiếc đồng hồ của Seiko có tên gọi là Seiko Prospect Samurai Save the Ocean. Thì hôm nay sẽ cùng các bác là chúng ta sẽ bóc hộp chiếc đồng hồ này nhé. À thế thì trước khi bóc hộp thì cũng xin giải thích với các anh em một chút là đây này, các anh em cũng hay hỏi. Ở đây ngoài này người ta ghi là bóc made in China. Anh em biết là cái đồng hồ Prospect, dòng Prospect hay là Preset của Seiko là không có bản Japan mode mà chỉ có bản Nhật nội địa made in Japan 100%. Tuy nhiên thì khi mà cái hộp thì để giảm giá thành thì người ta đặt ở bên Trung Quốc, bên China thì người ta cũng có ghi rõ ràng là bóc in China nha anh em nhé. Còn cái đồng hồ thì được sản xuất ở Nhật. Thì khi mà hộp ra thì bên trong anh em cũng sẽ thấy có một cái hộp nữa và cái hộp này cũng có người ta cũng ghi rất rõ ràng là bóc made in China. Đó, bóc thôi nhé, chỉ là cái bóc thôi. Đó. Thế còn ở bên trong thì anh em sẽ thấy là nó có hai cái nó cái này. Ở bên trong thì anh em sẽ thấy là họ có cái này là cái Toriyatsukai説明書, là cái hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho các cái đời máy là 4R35, 36, 37, 38 và 39, thì chung một cái quyển hướng dẫn này của Seiko Watch Kabushiki Kaisa là bằng tiếng Nhật và có cả bằng tiếng Anh nha anh em nhé. Đó. Seiko hướng dẫn sử dụng. Thế còn đây là cái Hoshosho, là cái thẻ bảo hành của cái chiếc đồng hồ này. Thì ở trên đây người ta có ghi là Nihon Kokunai no Mi Yuko, trong tiếng Nhật có nghĩa là cái thẻ bảo hành này chỉ có hiệu lực tại Nhật Bản thôi. Ngoài Nhật ra thì nó lại không có hiệu nghiệm anh em nhé. Còn đây là cái Hosuo Kitei, các cái điều kiện bảo hành của hãng dành cho chiếc đồng hồ này trong vòng 1 năm. À, và đây là các cái địa chỉ rồi số điện thoại để khách hàng có những cái câu hỏi hoặc là có những cái thắc mắc gì thì có thể gọi lên số điện thoại này tại Nhật để có thể được giải đáp. Thì đây là cái thẻ bảo hành cho cái chiếc đồng hồ này. Thế còn đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây, đó là chiếc đồng hồ Seiko Samurai Save the Ocean, màu xanh đại dương rất là đẹp. Thì em sẽ bỏ cái này ra đây. À bên trong nó thì còn có một cái họ chuẩn bị cho ba cái mắt thừa để anh em nào mà tay to thì có thể sử dụng ba cái mắt thừa này. Đó. Còn đây là chiếc đồng hồ chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Thì Samurai Save the Ocean là đây, nó là một chiếc đồng hồ được sản xuất nhân một cái chiến dịch cứu lấy đại dương xanh của Seiko. À, cứu lấy đại dương xanh. Và Prospect thì anh em biết nó là một trong những bộ sưu tập đồng hồ cao cấp lớn nhất hiện nay của Seiko. Bên cạnh nó còn có các cái bộ sưu tập khác, ví dụ như là Atron này, rồi Preset hoặc là Premier. Thì cái Prospect này nó được sinh ra để Seiko chinh phục bầu trời, chinh phục đại dương, rồi chinh phục đất, chinh phục các cái miền đất mới. Thì Seiko đặt tên là Prospect Sea, Prospect Sky, Prospect Land. Đấy thì là thì cái Seiko Samurai Save the Ocean này nó là một trong số những chiếc đồng hồ thuộc trong bộ sưu tập dành cho đại dương, Prospect Sea của Seiko. Có nghĩa là trong bộ sưu tập này thì nó bao gồm rất nhiều những cái đồng hồ lặn khác nữa, rất nhiều những cái dòng đồng hồ lặn, ví dụ như là Tsuna này, rồi Salmon Tsuna, Sumo Samurai, Monster, hay là có cả Shogun nữa. Mà trong cái kênh video cũ của em thì em cũng đã có review về một số mẫu đồng hồ đó. Tuy nhiên cái kênh cũ đấy của em không hiểu sao, lý do làm sao mà nó lại bị tạch mất rồi, bị tèo mất rồi. Cho nên là em làm lại kênh YouTube mới này, thì anh em có thể sub kênh này để sau em sẽ làm dần dần lại các cái video về các cái dòng đồng hồ lặn đấy nhá. Thì đây là kênh YouTube mới thì anh em có thể sub để em review sau. Thì cái tên Prospect thì anh em biết là nó dựa trên một cái cụm từ là Professional Specification, có nghĩa là tiêu chuẩn pro, thể hiện cái đẳng cấp, thể hiện cái sự pro trong một cái lĩnh vực nào đó.
Tức là một người có một cái công việc, một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó, chứ nó không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ mang tính chất trang trí ở trên cổ tay hoặc là để xem giờ. Do đó là đối với những người mà làm việc trong môi trường pro, rồi chơi các cái môn thể thao pro, môn thể thao mạo hiểm trên đất liền hoặc là trên biển hoặc là trên bầu trời, thì những cái điều kiện đó nó mang tính thách thức đối với lại con người, thì những chiếc đồng hồ này nó là một trong số những cái công cụ hỗ trợ cho những cái sự khám phá, những người mà yêu thích cái khám phá những cái môn thể thao đó, đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe về điều kiện tự nhiên trong các cái môi trường khác nhau. Thì chiếc đồng hồ Samurai Saves the Ocean này nó đáp ứng được những cái yêu cầu trong các cái môi trường nước biển. Chính vì vậy mà người ta đặt tên cho nó là Samurai Saves the Ocean. Thì đấy là cái tên gọi anh em nhé. Về thiết kế tổng thể thì anh em sẽ thấy rằng chiếc đồng hồ Seiko Prospect này nó là thuộc cái phân khúc tầm trung của Seiko cho đến cao cấp. Thường thì biết tay nhà nó cũng tầm trên 8 triệu. Nhưng mà nó rất là xứng đáng với lại những gì mà nó sở hữu. Đây nó là hội tụ của rất nhiều những cái kỹ thuật công nghệ tiên tiến của Seiko được tạo dựng trong suốt hơn 50 năm qua của hãng. Đấy, anh em biết là vào cái tên Samurai này nó được bắt nguồn từ cái chúng ta nhìn vào cái kim ấy. À, chúng ta thấy chiếc đồng hồ này nó giống cái kim này nó giống như thanh kiếm trên một cái nền màu Samurai màu xanh. Thì đây nó giống như là Samurai xanh. Chính vì vậy mà người ta đặt tên cho nó là Samurai xanh là vì vậy. Và cũng có người đặt tên cho chiếc này là quái vật đại dương anh em nhé. Quái vật đại dương nó là cái hội tụ ở những cái công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất được tạo dựng của Seiko trong suốt hơn 50 năm qua, là từ năm 1965. Là lúc đó là Seiko họ theo như tài liệu tiếng Nhật thì họ Seiko họ cho ra mắt phiên bản đầu tiên về đồng hồ lặn nhé. Kể từ đó đến nay thì cái thương hiệu Seiko nó đã không ngừng phát triển và nó đã nghiên cứu để tạo nên những cái cỗ máy thuộc cái dòng siêu kinh điển trong đồng hồ lặn. Trong cái cuộc chạy đua giành cái ngôi vị đồng hãng nào là cái hãng mà quán quân trong cái dòng đồng hồ lặn để cạnh tranh với các cái hãng khác. Và đặc biệt là những cái dòng Samurai, những cái dòng mà đàn em sinh sau để muộn này thì chắc chắn nó sẽ là những hoa thơm quả ngọt, nó là thành quả và nó là cái mà mình có thể nói ngắn gọn trong hai từ, đó là cái tinh hoa của Seiko, của những nghiên cứu, của những cái sự thay đổi, những đổi mới, rồi cái sự kế thừa của những cái gì mà Seiko đã có ở trong suốt quá khứ, trong suốt mấy chục năm qua. Và cái đồng hồ lặn Seiko Samurai này nó đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu mến đồng hồ Seiko. Không chỉ những người trong các cái ngành thể thao chuyên biệt, những môi trường khác biệt, những vận động viên thể thao, mà kể cả những người bình thường yêu mến đồng hồ Nhật thì cũng sẽ rất thích cái đồng hồ này. Bởi cái thiết kế của nó rất là khỏe mạnh và có một cái gì đó rất là lạ. Nó không góc cạnh mấy của chiếc đồng hồ Samurai khác, nó khác hẳn so với lại những cái đồng hồ trong cái dòng lặn khác. Thì cái Samurai Save the Ocean này nó sở hữu cái thiết kế nhẹ nhàng hơn, nó thanh mảnh hơn, thanh lịch hơn, chứ nó không còn mang cái vẻ hầm hố vốn là đặc trưng của cái dòng đồng hồ lặn. Anh em sẽ thấy là cái vòng bezel của nó được thiết kế rất là độc đáo, cả về hình dáng lẫn màu sắc. Rồi bộ vỏ của nó cũng được thiết kế tròn, ít góc cạnh hơn và ít gồ ghề hơn. Đồng thời là nó tạo ra được một cái hiệu ứng rất là nổi bật với cái mặt số màu xanh đại dương này. Và chữ số, rồi cọc số, rồi cái kim giây, kim số, kim giờ, kim phút rất là hài hòa. Rồi thiết kế này nó với là cái độ chịu nước 200 m thì nó đem đến cho người dùng một cái cảm giác rất là yên tâm và thoải mái, xem giờ tiện lợi cho cái người mà sở hữu của nó, đặc biệt là những người mà trong lúc lặn ở dưới biển. Đó. Chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy rằng nó là một chiếc đồng hồ có tương đối là đáng mua trong cái tầm tiền khoảng 8 triệu trên 8 triệu. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát về cái bộ vỏ của nó nhé. Đó. Về cái bộ vỏ của chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ thấy rằng là
cái khung vỏ này nó được làm bằng thép không gỉ 316L nhé. Có một cái hàm lượng carbon rất là thấp và chống được cái độ ăn mòn rất cao. Được mạ một màu thép màu silver, và cái vòng benzen thì lại được mạ một cái màu xám khói. Đấy. Kể cả cái nút chỉnh này cũng được mạ một màu xám khói. Đây nó là một cái loại thép chống gỉ rất là tốt, cho nên là nó có thể chống chọi lại với lại các cái chất ăn mòn, các cái môi trường có chất ăn mòn. Rồi chống được rỉ sét trong các cái môi trường nước biển hoặc là chất lỏng có tính axit, kể cả như khi chơi thể thao mồ hôi của anh em nó ra thì nó cũng sẽ không bị han gỉ. Nước hoa khi mà các bạn xịt chẳng may nó vào nó cũng không bị làm sao cả. Và bên cạnh nó nữa là đặc biệt là cái thép này nó chống được từ tính nhé. Khả năng kháng từ của nó rất tốt. Khả năng chống nhiễm từ nó rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta không không nhìn thấy đâu, từ tính là chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng nhiều khi chúng ta đặt bên cạnh những cái chiếc tivi hay tủ lạnh hay là những cái loa âm thanh đài đóm của chúng ta ấy, thì cái này nó rất dễ bị nhiễm từ và nó sẽ làm cho các cái đồng hồ và những cái đặc biệt là những chiếc đồng hồ cơ nó ở bên trong nó bị chạy bị sai lệch cái giờ đi. Thì cái thép 316L này nó có khả năng chống từ tính, cho nên là nó sẽ ít bị ảnh hưởng nếu chúng ta vô tình để cái đồng hồ của chúng ta gần những nơi có từ như là loa đài âm thanh, tivi, tủ lạnh là nó sẽ không bị làm sao hết nha anh em nhé. Về mặt dial của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy rằng là đầu tiên là nó là dòng Pro Spec mà, cho nên là chúng ta sẽ quan sát thấy ở dưới cái góc 6 giờ này này. Chúng ta sẽ thấy có một cái biểu tượng logo chữ X, giống chữ X. Thì kể từ năm 2014 thì các mẫu đồng hồ của Seiko Pro Spec này họ đều có một cái biểu tượng trông giống chữ X này ở trên mặt dial. Đây nó là biểu tượng được tạo thành từ chữ P và chữ S. Và khi nhìn thì chúng ta sẽ thấy là nó giống chữ X đấy. Nhưng thực chất ra nó là chữ P và chữ S, đó là cái từ Pro Spec. Ở dưới thì có một chữ automatic này, diver 200 m này, rồi dòng chữ made in Japan này, rồi dưới này nó là cái máy tên máy 4R35 này. Đấy 02C2 này. Đây là một cái đồng hồ có cái mặt dial phải nói là khá là lạ. Đây nó là bản limited special edition. Với nền màu xanh, mặt dial có nền màu xanh đại dương, màu xanh của nước biển. Và càng xuống sâu thì anh em sẽ thấy là nó càng đậm và sẫm hơn, nó giống như là cái mực nước biển cắt ngang. Ở trên thì màu xanh nhạt, còn ở dưới là đáy biển là màu xanh sẫm. Và nó có các cái vân kéo từ bên trái sang bên phải đây. Tức nó giống như là các cái gợn sóng. Đó. Thế còn bộ kim cọc thì đều được trang bị dạ quang phát sáng. Rồi cái kim dây và kim giờ thì đều được làm theo hình lưỡi kiếm. Hình lưỡi kiếm và bên trong thì cũng đều có trang bị dạ quang sáng. Cái lưỡi kiếm này thì nó giống như cái lưỡi kiếm của một chiến binh samurai. Bộ cọc số nữa thì anh em sẽ thấy là nó cũng có dạ quang rất là sáng, đặc biệt là khi mà môi trường nước xuống dưới đáy biển chẳng hạn lặn sâu thì cái này nó sẽ rất là hữu nghiệm trong cái vấn đề khi mà chúng ta lặn sâu xuống dưới biển rất là hiệu nghiệm. Ở góc 3 giờ thì anh em sẽ thấy là nó có một cái ô lịch lịch ngày. Điển hình của cái dòng máy 4R35 này nó là cái ba kim và một lịch. Thì nó chính là sử dụng dòng máy 4R35. Cái vòng benzen này thì anh em sẽ thấy là nó được mạ một cái màu vàng màu thép xám, màu xám khói. Bên cạnh đó thì có một cái núm vặn, thì cái này nó đặc biệt là của dòng đồng hồ lặn, cho nên là chúng ta phải vặn bỏ ra một chút thì sau đó chúng ta mới có thể sử dụng để chúng ta chỉnh giờ được. Đó. Thì đây nó là cái mặt dial của nó. Một cái mặt dial cũng khá là bắt mắt và thu hút. Thế còn về bộ máy của chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ thấy đây là một chiếc đồng hồ không lộ cơ anh em ạ. Mặt đáy kín vì nó lặn xuống biển mà. Đây, nó sử dụng máy 4R35, một dòng máy trung cấp của Seiko với 23 chân kính,
21.600 tần số dao động và thời gian tích cóp của nó là 40 tiếng. Cái này có hỗ trợ các cái chức năng ví dụ như lên dây thủ công, lên dây tự động, hacking second, có nghĩa là dừng kim dây khi mà chúng ta chỉnh giờ. Đó, trên mặt này thì nó có ghi tất cả các cái thông số, ví dụ như Seiko, logo Seiko này, bản này là bản Special Edition này, chống nước là 200M này, máy của nó là 4R35, dòng chữ Made in Japan, stainless steel, thép không gỉ nha anh em nhé, đều có ghi đầy đủ hết. Đây là dòng máy mà được Seiko nâng cấp từ cái máy 7S26 và được Seiko tung ra thị trường vào năm 2011, theo như mình nhớ không nhầm thì năm 2011 là lần đầu tiên được tung ra thị trường. Và anh em cũng có thể thấy được cái dòng máy 4R này thì nó được trang bị rất nhiều trên các cái dòng máy của preset của Seiko rất là nhiều. Đặc biệt là cái máy này thì Seiko cũng đã sản xuất và bán cho rất nhiều những cái hãng khác. Dưới cái tên, ví dụ như anh em dùng các cái đồng hồ của hãng khác như Orient hay hãng nhỏ khác thì sẽ thấy máy có ghi là NH35, thì đó chính là cái máy của Seiko, máy 4R35 nhé. Ngoài ra thì cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của 4R35 trên dòng đồng hồ cơ của Seiko đó chính là anh em có thể phân biệt nhờ vào cái việc nhìn ba kim một lịch nhé. Thì đó chính là máy 4R35. Cái máy 4R35 này thì anh em biết là nó rất là nổi tiếng rồi. Seiko đặt cho nó một cái biệt danh đó là con ngựa thồ, trong tiếng Anh là Workhorse Movement. Bởi vì sao? Bởi vì nó đảm bảo một loạt các cái tiêu chí mà Seiko luôn mong muốn có được ở trên chiếc đồng hồ của mình. Thứ nhất là chính xác, thứ hai là sự bền bỉ của một con ngựa. Thứ ba là ít bảo dưỡng, ít bệnh tật. Con ngựa nó cũng ít bệnh tật và tiết kiệm năng lượng. Con ngựa nó nhỏ nhắn, thanh mảnh, thanh thoát cho nên là nó rất tiết kiệm năng lượng. Đó, thì Seiko gọi là con ngựa thồ. Cái dòng 4R35 này thì nó cũng tương tự như dòng 4R36 nhưng khác ở chỗ là 4R36 thì nó có thêm thứ nữa. Cái này thì nó chỉ có 3 kim và một lịch thôi. Cái khả năng anh em sẽ thấy rằng là ở chiếc đồng hồ này nó được trang bị các cái dial shock. Cái máy của nó ấy, là ở bên trong này nó có một cái gọi là trục, có một cái trục trục bánh lắc ở bên trong ấy, thì cái dial shock nó sẽ có tác dụng là nó bảo vệ cái trục bánh lắc đó khỏi các cái rung chấn. Trục này ở bên trong này nó là cái trục bánh lắc rất là nhỏ, nó có đường kính khoảng 0,07 mm thôi và nó rất dễ bị hỏng nếu mà chúng ta va đập vào những cái vật nào đó hoặc là có những cái chấn động mạnh và rung động thì nó sẽ dễ bị hỏng. Chính vì vậy mà cái dial shock nó chống sốc và bảo vệ cho cái bộ phận trục bánh lắc này nó được lâu bền, khiến cho cái máy 4R35 này nó được bền. Và đặc biệt là các cái vật liệu để sản xuất ra cái đồng hồ này nó đều được làm bằng thép không gỉ, thép không, và được chống được nước biển, chống được cái độ ăn mòn của nước biển, đặc biệt là nó nằm trong cái bộ sưu tập đồng hồ đạt chuẩn ISO 6425 của thế giới, tức là chuyên dành cho những cái thợ lặn có trang bị bình khí đấy. Là chiếc đồng hồ này cũng nằm một trong số những cái đồng hồ đạt được tiêu chuẩn đó. Thế còn về bộ dây của chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ thấy rằng đây là một chiếc đồng hồ được sử dụng dây cũng làm bằng thép không gỉ 316L, có chảy có làm phức xạ phay xước để cho chống sức dăm. Thì anh em sẽ thấy là chúng ta nhìn nó giống như có ba chỉ nhưng mà thực chất ra nó chỉ là một chỉ nguyên khối và được người ta tạo ra các cái đường viền này, phay xước này để cho nó nhìn cho nó giống ba chỉ. Bên cạnh nữa thì nó được trang bị một cái khóa bấm và có một cái đai ở bên ngoài. Đây là cái đặc trưng của cái dòng đồng hồ lặn. Về thiết kế tổng thể thì chiếc đồng hồ này thì cũng khá là hài hòa, kể cả như cái bộ dây vòng benzen và mặt dial, bộ kim cọc số và các cái bộ vỏ ở xung quanh cũng rất là hài hòa với nhau. Thì với những cái đặc điểm trên đây thì đây đúng là một chiếc đồng hồ cũng khá là đáng mua trong tầm tiền 8 triệu, hơn 8 triệu thì anh em có thể qua trực tiếp 429 Kim Mã để chúng ta có thể trực tiếp trên tay chiếc đồng hồ này, hoặc có thể liên hệ với số điện thoại và các cái thông tin chi tiết khác ở dưới phần miêu tả của cái video này nhé. Bên em có thể sẽ gửi thông tin chi tiết và giá chính xác tại thời điểm bán.
Vì anh em biết là yên có lúc lên lúc nó xuống mà, cho nên là bên em có thể sẽ điều chỉnh giá bán lên hoặc xuống khoảng 50 đến 100 nghìn gì đó, thay đổi tùy theo cái thời giá tại thời điểm mà bán chiếc đồng hồ này. Và giá ở đây thì là mang tính chất anh em tham khảo thôi, trên dưới 8 triệu, khung tầm tiền tầm từ 7 triệu 9 đến 8 triệu mốt gì đó. Giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nhé.